Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay tôi xin phép được tiếp tục chia sẻ một chuyện yêu bút đến tất cả các anh chị và các bạn. Trên tay tôi là vật gì ạ? Cái bút. Giả sử bây giờ con chó mới chạy vào đây và cái vô quan hệ trước mõm của nó, thì con chó có thể có hành động gì ạ? Thì là nó gặp cắn cái vật này đúng không? Thì con chó có coi đây là một cái bút không? Không, nó có thể coi đây là một món đồ chơi hay thứ gì đó có thể gặp được. Thế thì ai đúng, người đúng hay chó đúng? Hai điều đúng. Thì chúng ta rút ra cái đoạn đầu tiên, đó là không có đúng cũng không có sai, tất cả đều thuộc vào quan điểm và góc nhìn của mọi người. Vậy nên hãy tôn trọng thế giới quan của những người khác nhau. Trừ những trong những trường hợp chúng ta sẽ có những quy ước từ trước, đó là sự đồng thuận về pháp luật, về đạo đức, hay sự đồng thuận giữa hai người hay một đội nhóm đã quy ước thế nào là đúng, thế nào là sai và cần tuân thủ. Thì lúc đó chúng ta sẽ có đúng có sai. Còn nếu như trong một trường hợp khác thì mỗi người có một quan điểm riêng, hãy tôn trọng lẫn nhau để chúng ta không cần phải có những cái cãi vã không cần thiết xảy ra để bảo vệ cái quan điểm của mình. Ai cũng đúng, nhưng dưới một cái góc độ nào đó mà thôi. Rồi bây giờ quy đặt cái vấn đề đây, tất cả mọi người đều bước ra ngoài, tất cả chó đi ra ngoài, căn phòng trở nên trống không và chỉ có cái vật này đây. Hiện tại cái thời điểm này, cái vật này trở thành một cái bút hay là món đồ chơi không gì cả? Thì chúng ta có thấy rằng nó là mọi vật đều có tính không hay trung tính, nhưng lại có tiềm năng để trở thành một thứ gì đó. Tại sao mình nói là tiềm năng? Sự bây giờ vật này vẫn đang ở đây, căn phòng vẫn trống không, và ở ngoài cũng có một người bước vào và nhìn thấy cái vật này, thì cái vật này ngay lập tức lại trở thành gì ạ? Lại trở thành cái bút. Bây giờ không phải là người bước vào trước mà là chó bước trước đi, thì điều gì sẽ xảy ra? Cái vật này lại trở thành gì ạ? Nó sẽ lại gặp lại cắn cái vật này, và vật này ngay lập tức lại trở thành một món đồ chơi đối với chú chó đó. Và giờ, bây giờ thì một trường hợp đã xảy ra là cả người và chó đồng thời bước vào căn phòng và không nhìn thấy cái vật này, thì cái vật này sẽ trở thành gì ạ? Một cái bút, một món đồ chơi. Chúng ta thấy rằng trong cùng một thời điểm, một vật đang trở thành hai thứ khác nhau, vừa là bút lại vừa là một món đồ chơi đối với chó. Và đó cũng chính là cái tiềm năng của sự vật. Một vật có thể trở thành một cái bút, hoặc trở thành một món đồ chơi, và thậm chí trở thành cả hai thứ, và có thể trở thành nhiều nhiều thứ khác nữa. Đó chính là tiềm năng của cái vật. Rồi, thế cái thời điểm khi mọi người bước vào và nhìn thấy cái vật này ngay lập tức trở thành một cái bút ấy, thì nó xuất phát từ nó, tự nó là cái bút, hay xuất phát từ cái người thấy nó là một cái bút ạ? Xuất phát từ cái người đúng không? Tại vì nếu như tự nó là một cái bút ấy, chó phải thấy đây là một cái bút rồi, thì chó sẽ biết thực tình cho bạn gái khác. Em yêu em có một cái đuôi thật là đẹp và một cái bộ lông thật là mướt mẻ, nhưng mà nó không làm được điều đó đúng không? Và nó chỉ gặp chỉ cắn cái vật này, và cái vật này mãi là một món đồ chơi với nó thôi. Ok, chúng ta sẽ rút ra cái lựa số 3. Mọi việc đều xuất phát từ mình. Chúng ta dùng cái phải tay này để biểu thị cái điều đó. Mọi việc xuất phát từ phía chúng ta mà ra, nên những điều bất như ý hay những điều may mắn đến cuộc sống chúng ta cũng đều do bên trong chúng ta mà ra. Đúng không? Nên chúng ta sẽ vui vẻ chấp nhận những cái điều đó, và chúng ta sẽ hành động để đạt được. Và rất là tuyệt vời, vì mọi việc đều xuất phát từ phía chúng ta, nên chúng ta sẽ thay đổi nó đúng không? Nhưng nếu như mà mọi việc xuất phát từ nó thì chúng ta thay đổi được rồi. Nhưng rất may mắn là mọi việc đều xuất phát từ phía chúng ta mà ra, chúng ta sẽ thay đổi được. Bây giờ mình muốn thay đổi xem mình có thể thay đổi cái vật này biến cái vật mình cười không nhé. Xin mời kim cương, không muốn được kim cương là bùm và gì ạ? Vẫn là một cái bút, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thì mọi người có thể để ý rằng khi đã cầu nguyện, đã suy nghĩ tích cực và đã mong muốn cái vật này trở thành một viên kim cương, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Thì chúng ta rút ra được luận số 4, đó là mọi việc không nên tự cầu nguyện hay những suy nghĩ tích cực. Vậy nên có cầu nguyện, có mong muốn, chỉ người đó cầu nguyện và mong muốn chả bao giờ sẽ trở thành hiện thực được đâu, cho đến khi chúng ta cần phải hành động, đúng không? Hành động là bước quan trọng để đạt được mục tiêu, nhưng không phải lúc nào hành động đạt được điều đó. Vì chúng ta có thể thấy rằng trong cuộc sống có rất nhiều người nỗ lực lên kế hoạch, mục tiêu, chăm chỉ làm việc nhưng vẫn không đạt được điều mình mong muốn. Và ngược lại, có những người làm việc rất nhẹ nhàng và có thể đạt được gấp 10 hoặc gấp 100 lần những gì mà họ mong muốn. Vậy cái sự khác biệt ở đây là gì ạ? Vì chúng ta thấy rõ rằng đó là chăm chỉ không phải là tôi quyết định để đạt được cái điều mình mong muốn,
vì nếu như mà chỉ cần chăm chỉ thôi, chỉ cần hành động chăm chỉ mà chúng ta có thể đạt được mục tiêu, thì châu phải là cái loài giàu có nhất hành tinh này, đúng không? Nhưng châu không phải, châu vẫn nghèo, châu vẫn chỉ là phụ mà thôi. Thì chúng ta thấy cái ví dụ số 3 là mọi việc đều xuất phát từ việc chúng ta mà ra. Và xuất phát hay nói khác chính là xuất phát từ trong tâm trí của chúng ta. Thì chúng ta trở lại câu chuyện ban đầu, đó là khi mà nhìn thấy một cái vật này là một cây bút, thì thực tế nó xuất phát từ phía chúng ta. Và trong tâm trí chúng ta đã có một cái hạt giống của một cây bút. Và tương tự trong tâm trí chúng ta cũng có hàng triệu những cái hạt giống khác nhau về những sự vật ở bên ngoài, thế giới bên ngoài. Và một trong đó cũng có chính là hạt giống bút. Và chỉ khi ta nhìn thấy cái vật này, thì ngay lập tức hạt giống bút trong tâm trí chúng ta liền bung nở và chúng ta được trải nghiệm một cây bút ở thế giới bên ngoài. Và đó chính là cái cách mà cái hạt giống vận hành. Và khi chúng ta mong muốn một điều gì đó trong cuộc sống, thì trước tiên chúng ta muốn đạt được nó thì chúng ta cần phải có hạt giống về điều đó trong tâm thức của mình, và để có thể nhìn nó, nhìn thấy nó và hành động để đạt được nó một cách dễ dàng ở thế giới bên ngoài. Và đó sẽ là 5 bài học mà quý muốn gửi gắm đến tất cả các anh chị và các bạn, và mong rằng thông qua 5 bài học này thì tất cả các anh chị và các bạn có thể ứng dụng nó vào cuộc sống của mình, đem lại